lô phôi giấy Mỹ. Cái phôi giấy Mỹ này là em đã ủ sẵn cháu sẽ vừa cho mình luôn rồi ha. Đó nên anh chị nào mua mình yên tâm á, cái này vận chuyển á, bây giờ trong thời gian gần Tết anh chị, bên giao hàng nó đi rất là chậm ha. Nên anh chị nào có đặt hàng chờ nhận hàng giúp em. Mã số này là mã số C1. Đó. Cái này thì dáng của nó như vậy ha anh chị. Cái này thì nó hơi cỏ nha, chạy xíu rồi da nha. Đâu hoành ngay đây á, là 19, chiều cao của nó là 27. Cái chậu thì cái bầu này thì khoảng một cỡ nha anh chị, đây là 23. Rồi mã số này là mã số C1, em Zalo với anh chị là 450.000 em bao ship. Với Mỹ rất là dễ sống anh chị. Này mình cứ để như nguyên cái chậu mũ như vậy đi, để khoảng tuần 2 tuần là đâm chậu hết trơn ha. Loại giấy này thì nó thích hợp với mọi miền luôn nha anh chị. Mã số C2. Đây nó hơi thọ nhau mà da xíu thôi nha. Mã số này là mã số C2, hoành ở đây là 10, gần 16. Chiều cao của nó là 44. C2 này em Zalo với anh chị là 400.000 em bao ship. C3. Dáng hơi bay luôn nha anh chị. Đó, cây này nhỏ nhưng dáng nó bay nè ha. Cái đầu này, cái nhánh này nó hơi bị tét cái nhánh xíu ha. À. Rồi, đâu hoành ngay đây là 13,5 nha anh chị. Đây xíu là 17,5 ha. Chiều cao của nó là 39. Rồi, mã số này là mã số C3, Zalo với anh chị là 350.000 bao ship. 350.000 bao ship anh chị. Số C4. Đế nó đẹp thế anh chị, nó quấn từ bên đây vòng qua đây luôn nè. Nó hơi gọn với nhau, nó hơi xè nhẹ xíu thôi. Cái này thì cái lỗi trong khi nó vậy nha. Với Mỹ thì rất là dễ sống luôn. Hoành ở đây là 14,5. Chiều cao của nó là 27. Rồi cái C4 này em Zalo với anh chị là 350.000 em bao ship. C5. Đế của nó đây ha. C5 nha anh chị. Đâu hoành nha, đây là 13. Chiều cao của nó là 33. Đây, cái C5 này 350.000 em bao ship. Cái C6. Cái C6 đây nó hơi chạy ra đây xíu nè. Cái này là cái cọng rễ nó có bị cái bị sẹo đây lâu rồi ha anh chị. Rồi em đo hoành ngay đây là 14. Chiều cao của nó là 35. Rồi mã C6 350.000 em bao ship. C7. Đây C7. Rồi em đo tuốt cái chân này là 12 nè. Ngay cái cổ này là 23. Chiều cao của nó là 27. Cái C7 này cũng 350.000 em bao ship. C4. Cái gì? C8. Rồi mã C8 nha anh chị. Cây này cũng rất là đẹp anh chị. Hoành ở đây là 14. Ở đây tuốt đen xíu là 17. Chiều cao nó là 39. Cái này nó có bị lũa ở đây, cái sẹo đen xíu nè anh chị ơi. Đây nó có sẹo đây ha. Chạy ra ngoài này hơi cỏ da thôi chứ không sao, còn cái này là bị sẹo nè ha. Mã số C8 cũng 350.000 em bao ship. Cặp C9 này mini nha anh chị, rất là đẹp luôn ha. Rồi cặp này là cặp C9. C9 này nè, hoành ngay đây là em đo gì là 14,5 nè. Chiều cao nó là 21. Rồi đo ngay cổ dưới đây vậy ha. Dưới đây là 18,5 nha anh chị. Chiều cao của nó là 20. Đó. Cặp này là C9 nè. Cặp C9 này 350.000, cặp này em bao ship. C10 này em qua cặp luôn rồi ha. Cặp luôn rồi nha anh chị. Đó. C10. Hoành đây
2m11, chiều cao của nó là 48, quạnh đây là 11,5, chiều cao của nó là 39, này là phôi giấy Mỹ nha anh chị. Rồi mã số C10, C10 này cũng 350.000 bao ship. Quay cho giữ, chim chim vô. Quay nhẹ thôi. Trời. Đây là C11. Cặp này đẹp nha anh chị. Quành đây 14, chiều cao nó là 31. Quành đây là gần 14, chiều cao nó là 29. C11. Là C11 này em giao lưu với anh chị là 370.000 em bao ship. Cặp này cũng rất là đẹp luôn chị ơi. Quạnh đây là 13, chiều cao nó là 36, quạnh đây là 15, chiều cao nó là 51. Đây, đến hết này ha. Mã số C12, 380.000 em bao ship. C13 đế rất là đẹp ha anh chị. Thế đầu này đầu cũ thôi ha. Cặp C13. Quạnh đây là 14,5. Chiều cao của nó là 25. Rồi em đo ngay đây là 13. Chiều cao của nó là 28. Rồi cặp này là mã số C13. 370.000 em bao ship cặp này ha. Chị nào chốt đúng mã thì em gửi đúng tay nha anh chị. Nên chị nghe kỹ cái mã số em đọc nha. Rồi mã số này là C14, rất là đẹp luôn. À, nhỏ nhưng mà đế của nó khá đẹp nha anh chị. Còn đế này cái cây khác ha. Còn đế này là cái cây khác nha anh chị. Dính vô. Hoành đây là 13, chiều cao nó là 36. Quạnh đây là 11,5, chiều cao của nó là 28. Nhỏ thôi nha anh chị ơi. Đó, cái chiếc keo này nè, đây nhỏ hơn. C14, 400.000 cặp này em bao ship. C15, cây dán bài ha. Quạnh ở đây là 11,5, chiều cao của nó là 35. Ngay cái này là chính thôi nha anh chị. Ở đây nhỏ xíu rồi em đo vậy thôi. Đại dạng mấy cái này là mini á. Đây nó hơi bị chày dao ở đây xíu nè ha. Rồi mã số này là mã số C15. Quên đo chiều dài của mình. Chiều dài của nó tới 49. Bên này chiều dài tới 33. C15 360.000 em bao ship. C16. Cặp này có bị gì ha? Đây. Cây này nó bị lỗ bên da. Bên đây nó có cái sẹo đây. Sẹo nhỏ. Ở đây da có nó gì? Đây cái da ở cái cọng đế này nó có bụng bọt và anh chị ơi. Nha. Này nó nói chung là cọng đế này nó bị lột lột da nè. Nên em bán rẻ cặp này luôn ha. Quành ở đây là 15,5, chiều cao của nó là 41. Quành ở đây là 12,5, chiều cao của nó là 21. Cái này nó có bị này đây ha. Rồi mã số này là mã số C16. Bán cặp này 300.000 em bao ship. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê cây cảnh ha, đặc biệt là giống sâm trái nha anh chị. Nay em về được lô sâm trái này, cây này nói chung là người ta đã vô bầu cũng lâu rồi. Đó, cây sống khỏe nó ăn rễ nó ăn tới dưới này luôn rồi. Đó nè. Đó, cây thì nó bự, một số cây thì bự bằng đầu đũa ăn. Đầu cũng nhỏ ha, bầu đũa ăn hoặc bự hơn đầu đũa ăn. Thì nói chung tóm lại cỡ bằng đầu đũa ăn anh chị ơi. Đó, nè, mà cây nó dài nè. Đó, cây này thì tầm 2 gang. Đó, tầm 2 gang nha anh chị.
nói chung là tầm 2 gang. Đó, này tầm 2 gang. Đó, 1 gang, 2 gang, cỡ 2 gang của em á. Thì cái này thì này lô này mới về nè, hàng đẹp không nè anh chị ơi. Đó, cái bầu nào cũng là nó bự bự hết trơn à. Người ta nó vô bầu bự để cho nó mạnh á. Cái cây này rất là mạnh ha. Nè, ăn rễ bít cái bầu hết trơn nè. Cái lô này thì em giao lưu với anh chị thì chỉ 6 cây. 200.000 em bao ship ha. Em bao hàng sâm trái, nếu mà nó ra sâm bông thì một em đền 2 cho anh chị. Cái bộ như có cây nào mà sẽ ra sẽ ấy là em một em đền 2 cho chị luôn, anh chị luôn là đền 5 cây khác luôn. Tại thì cái nguyên cái lô này là em chiết nhánh từ sâm sâm trái chứ à. Do đó không có lộn sâm bông đâu anh chị ơi. Đó, em về cũng cả gần ngàn cây nha anh chị. Đó, cây rất là cây này người ta đã vô bầu này 4 5 tháng rồi ha, chứ không phải là mới vô nha anh chị. Đó, cây rất là sống khỏe luôn, đâm chồi đâm rễ tuốt cái này chứ nè. Đó. Cây rất là mạnh. Cây thì nó bở cỡ bằng đầu đũa ăn hoặc lớn hơn một chút thì báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn đi, cho anh chị khỏi phải nữa, nhỏ hơn thì anh chị không cảm. Đó. Thì chiều cao của cái cây á thì tầm 2 gang. Đó, chị ha, tầm 2 gang ha. Đó, cây sống khỏe nè, nè rễ nó ăn bít cái bầu dưới này luôn à. Tại cái này người ta vô cái bầu hơi to nè. Đó, nó ăn rất là mạnh nè. Anh chị mấy cây này dài nè, về anh chị uống đổ nè hoặc là uống dán lông nè, kẹp dây nhôm vô anh chị, rất là đẹp ha, chơi cây mini rất là đẹp ha. Đó, mà cây này nhánh nè, đó. Anh em uống cây đổ hoặc cây mini cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Ha, vô cái chậu mini nữa là tuyệt vời ha. Rồi chỉ 6 cây 200.000 em bao ship. Này lô này em mới về nha anh chị. Đó, anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn anh chị ơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi anh chị nào mà cần sâm trái này ha, 6 cây 200.000 thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 ha. Rồi xin chào anh chị.